rằm thì quý vị đó có thể đi tới những cái chùa mà gần nhà mình nhất, hay là những cái nơi mà mình có ký tự thờ ông bà tổ tiên của mình ở đó, thì nên tới để chúng ta tỏ cái lòng hiếu kính bằng cách mình dâng hương tưởng niệm tới tất cả các cái vị mà liên hệ tới mình ở trong quá khứ. Thì hôm nay đó, thầy gửi một số cái ý để cho quý vị có một cái suy nghĩ và từ đó chúng ta áp dụng vào trong cái mùa Vu Lan của chúng ta. Ở đây là chúng ta theo đạo Phật thì trước nhất là chúng ta phải theo cái lời dạy của Đức Phật ở trong tất cả các kinh mà chúng ta áp dụng. Thì cái thứ nhất là chúng ta thấy Đức Phật có nói cái kinh Báo Thù Mẫu Ân, tức là trả ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là cái bộ kinh thứ nhất mà Đức Phật nói, và Ngài cũng dẫn trở lại để chúng ta thấy đó. Hôm nay Ngài cần Phật là cũng nhờ có một cái lòng hiếu tưởng đối với ông bà tổ tiên, với cha mẹ. Nên Ngài dạy nếu mà chúng ta sanh ra ở trong cái thời kỳ không gặp Phật mà chúng ta có một cái hiếu kính đối với cha mẹ chúng ta thì cũng coi như cha mẹ chúng ta là Đức Phật hiện tiền. Đức Phật dạy là không có cái tội nào lớn hơn là tội bất hiếu, mà cũng không có công đức nào lớn hơn là cái công đức mà có hiếu đối với cha mẹ chúng ta. Rồi kế tiếp từ đó, quý vị có một cái kinh gọi là kinh Vu Lan. Còn kinh Vu Lan ấy, tức là Ngài Mục Kiền Liên thể hiện cái lòng hiếu của mình, và Đức Phật cũng dạy cái cách mà báo hiếu theo kinh Vu Lan. Và ngày nay đó, thì hầu hết tất cả các chùa ta đều áp dụng cái phương thức mà báo hiếu theo kinh Vu Lan. Thì ở trong cái báo hiếu mà theo kinh Vu Lan thì trước nhất đó, là chúng ta đọc tụng cái bộ kinh này. Nhưng mà đọc tụng không thì không đủ, đọc tụng rồi đó, thì chúng ta phải theo những lời dạy trong đó mà chúng ta làm. Thì có làm thì mới có sanh ra công đức, còn chỉ đọc tụng suông thì không được. Nhưng mà ở trong đó nó có một số Phật tử chúng ta thì lại có một cái suy nghĩ. Ngài Mục Kiền Liên là xuất thân từ một cái giai cấp mà quý tộc, cho nên cái khi mà Ngài muốn cúng dường cho chư tăng thì Ngài đủ sức để làm chuyện đó. Tức là quý tộc, cho nên bà con thân thích của Ngài là hầu hết là những người giàu có. Mà bây giờ đó, theo lời dạy của Đức Phật thì bây giờ nó mới sắm sanh lễ vật để cúng dường cho tự tứ tăng. Mà tự tứ tăng ở trong cái thời Đức Phật đó, thì quý vị biết hay Đức Phật ở chỗ nào thì chư tăng sau khi mãn hạ đều tập trung về chỗ Đức Phật hết. Cho nên những cái số lượng người đông, chư tăng thì đông, nó gồm có Bồ Tát tăng và có Thanh Văn tăng thì rất đông. Rồi đó lại là phải sắm sanh những cái phẩm vật để cúng dường, mà phẩm vật thì lại nhiều nữa. Chư tăng thì đông mà phẩm vật thì lại nhiều. Thì ở trong cái phẩm vật này gọi là 100 thứ, tức là cái đồ cúng dường đó mà dân lên đây nên là 100 thứ để mà cúng dường. Cho nên đây gọi là bá vị công canh, tức là 100 thứ để cúng dường. Thì có người nói 100 thứ đó thì làm sao mà có đủ,
Nên khi mà tôi sang Đài Loan thì tôi mới thấy cái lễ Vu Lan của họ đó, họ cố làm sao mà nấu thức ăn cho đủ 100 thứ, 100 thứ thức ăn. Tôi thấy dọn lên 100 thứ thức ăn, tôi thấy tôi đều sợ rồi, không ăn được, tại quá nhiều đi. Thì ở trong đó 100 thứ đó thì nó gồm có cái thức ăn của chúng ta thì vào khoảng được 80 món ăn, còn lại 20 món nữa đó nó gọi là món tráng miệng. Trong món tráng miệng trái cây rồi lại chè rồi lại bánh tất cả, cho nên họ làm cho đủ 100 thứ để mà cúng cho chư tăng. Họ nói là ở trong đó Đức Phật dạy 100 thứ thì bây giờ nó là phải sắm đủ 100 thứ, 99 thứ cũng không được. Trái cây đó thì phải lựa cho đủ 5 màu, làm sao mà kiếm cho đủ 5 cái loại trái cây mà đủ 5 màu để đem lên chiêm phúng. Thì lúc bây giờ đó có người hỏi tôi đó, đây là những người mà giàu có họ sắm một cái đàn trai như vậy nó được, còn chúng con thì nghèo thì làm sao mà sắm cái đàn trai vậy, mà nếu không sắm đủ như vậy đó thì có phước không? Cha mẹ mình có thể sanh về thế giới lành đó. Đó là một cái ý nghĩ mà nhân đây tôi cũng muốn gợi lên để cho các vị biết cái chính của nó. Đức Phật dạy chúng ta là cái tấm lòng, cái tấm lòng hiếu kính của chúng ta đó, đây mới quan trọng. Còn cái phẩm vật đó, thì đây nó phụ. Tại vì trong 100 thứ đó, có nghĩa là Đức Phật nói với chúng ta đó, là cái gì cũng được nếu chúng ta có cái tấm lòng. Có tấm lòng nữa thì cái gì ta dâng cúng cho Phật cũng được, cái gì ta cúng cho tăng cũng được, và cái gì ta cúng cho ông bà tổ tiên cũng làm được. Tức là 100 thứ tức là cho chúng ta nó rộng, có nghĩa là cái gì cũng được. Thì như vậy đó, 100 thứ mà bây giờ đó, chúng ta đó, cúng một thứ thôi được không? Được chứ. Cho nên chúng ta có một thứ thôi ta đem ra cúng được. Một thứ, ví dụ bây giờ quý vị có một bát cơm trắng, thành ra đem dâng cho chư tăng một bát cơm thì cái này đủ mà. Cho nên ngày xưa thì lúc bây giờ đó, ngày một Thiền Liên đi khất thực, cho nên ngài chỉ nhận được bát cơm trắng thôi. Cho nên một bát cơm trắng cũng được, hay là thậm chí quý vị không có cơm mà lúc bây giờ đó quý vị có ổ bánh mì thì đem dâng cúng cho chư tăng ổ bánh mì cũng được chứ. Mà không có bánh mì nữa đó, thì quý vị có một cái khoai lang chẳng hạn đem dâng cúng cho chư tăng, miễn là chúng ta có cái lòng. Cho nên chúng ta có tấm lòng, tại cái phẩm vật này nó tùy theo cái tâm chúng ta mà nó sanh ra. Cho nên cái tâm lớn thì phẩm vật lớn, còn cái tâm nhỏ nữa thì phẩm vật là nhỏ. Đây cái đạo lý nằm ở chỗ đó. Cho nên cái người mà cúng phẩm vật thật nhiều nhưng mà trong lúc đó không có cái tâm, nên không có cái tâm, mà đa số những người giàu có hay rơi vào trong tình trạng này. Tại vì chúng ta có tiền, chúng ta tổ chức lễ, nhưng mà trong lúc đó chúng ta lại lo bận rộn tất cả những cái việc khác của chúng ta, cái việc làm ăn. Thì như vậy trong lúc cúng này là chúng ta thiếu vắng cái tâm. Cho nên cái phẩm vật này tuy lớn nhưng mà thực ra là nhỏ, tại thiếu cái tâm này. Cho nên có một cái người mà họ đem họ cúng, cúng đèn cho Đức Phật, cúng thật nhiều, nhưng mà cái khi đó đó để mà đặt ra dùng thần thông thổi một cái là tắt hết toàn bộ. Nhưng mà duy có một cái ngọn đèn duy nhất đó, leo lét đó, của một bậc bà già ăn mày đó, mà để bà đặt ra không làm cách nào để tắt ngọn đèn này được, tại vì bà này có cái tâm.
thì bà không có cái gì khác hơn nữa, bà chỉ có 5 đồng xu thôi, bà đem bà mua được một nhúm dầu thôi, bà đem bà đốt. Cho nên đó, tất cả cái tâm bà nó đều để vô trong cái ngọn đèn hết. Cho nên cái tâm tạo thành sức mạnh. Tây cái lòng thành của chúng ta cộng với phẩm vật đó, thì bây giờ nếu nói lớn đó, thì tâm lớn tới đâu thì phẩm vật lớn tới đâu. Cho nên lúc bây giờ nếu ta nghĩ tới chư Tăng, ta nghĩ tới chư Phật ở trong mười phương, thì tất cả chư Phật đều chứng cho ta được, đều chứng minh cái lòng thành này cũng thành. Cho nên cái điểm quan trọng nhất đó là quý vị nó phải có lòng thành. Cho nên chúng ta đọc kinh xong rồi, đọc kinh xong rồi nữa, ta coi theo ở trong kinh Đức Phật dạy đó mà chúng ta làm. Thì như vậy có người phải chấp là phải làm cho đủ 100 món thì không có khả năng. Nhưng mà cái chỗ này nữa, nếu là nói lòng thành của chúng ta, thì cái trường hợp này nữa, một bát nước lã đi nữa mà chúng ta có lòng thành trong đó nữa, thì chính cái này cũng biến thành cam lồ. Nên trên bước đường tu đó chúng ta phải nhận ra. Cho nên khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, tôi thấy phần lớn các vị thiếu cái tâm thành, cho nên cái công đức không sanh ra, mà đôi khi đó lại là sanh ra trần lao và nghiệp chướng. Tức là trong lúc nếu mà chúng ta có lòng thành thì sao? Chúng ta chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thế nên chúng ta cứ nghĩ tới Phật, chúng ta nghĩ tới ông bà tổ tiên chúng ta, ta nghĩ tới chư Tăng, cái lòng thành chúng ta mắc nghĩ vào cái chuyện này rồi đó, thì mọi cái việc xung quanh này đó chúng ta không có nghĩ tới được nữa. Nhưng mà tôi thấy đó, thì đa số đó, quý vị đi chùa nhưng mà không có cái lòng thành này nghĩ tới Phật, nghĩ tới Tăng, mà phần lớn đó, là chúng ta nghĩ tới những người xung quanh nhiều hơn. Cho nên nó vừa đi vừa nói chuyện, vừa cười vừa giỡn đó. Thì trong cái lúc đó chúng ta làm như vậy là gì? Chúng ta có tâm thành không? Mà nếu chúng ta không có tâm thành mà chúng ta đi chùa nữa, thì đây chúng ta phạm phải cái tội rất lớn, tội phá pháp. Cái tội phá pháp. Cho nên ta làm như vậy đó, thì những người mà họ có tâm thành, họ muốn hướng tới Tam Bảo, họ muốn cúng dường, họ muốn cầu phước, mà bị ta phá cái tâm của họ đi, ta phá cái tâm thanh tịnh của họ. Cho nên từ cái chỗ này nếu mà ta phạm cái tội lớn gọi là tội phá pháp, cho nên phước chắc chắn là chúng ta không sanh, và bà con quyến thuộc chúng ta nó cũng không thể mà nhờ cái đi này chúng ta. Nên tôi quan sát kỹ, tôi thấy những người mà đi cúng theo cái dạng đó thì họ càng cúng thì họ lại càng nghèo, họ càng khổ, và họ càng sanh ra cái tâm buồn phiền sân hận nhiều hơn. Có một cái bà cụ mà tôi quen biết mấy chục năm về trước, cho nên khi mà bà đi cúng chùa mà đi tới chùa ông quan, nên bà thấy người này bà khó chịu, thấy người kia bà bực tức, cho nên bà mới lên bà gõ cửa tôi, bà kêu tôi, bà hỏi thầy còn nhớ tôi không, tôi là Phật tử kỳ cựu của chùa Ấn Quang mà. Cho nên tôi là ban bảo trợ của chùa Ấn Quang, của Phật đường Nam Việt, thầy nhớ không? Tôi nói nhớ chứ, nhớ. Nhưng mà bây giờ bà khác hơn xưa nhiều quá này. Thành ra hồi xưa thì trong bà có vẻ là hiền lành, nhưng mà lâu dài tôi cũng gặp lại bà nữa, sao bây giờ nó là tu như thế nào mà có vẻ như bà bực bội quá vậy. Thành ra bà mới nói tôi không bực sao được, mấy đứa nhỏ trong đạo tràng nó mới tu đây mà nó dám khi dễ tôi, thầy nghĩ xem sao. Thành ra các Phật tử niệm trên đất trường tôi. Cho nên tất cả những người này là sanh nghiệp, không sanh phước. Cho nên cái phước với nghiệp này là một. Nếu chúng ta biết thì nghiệp biến thành phước, mà ta không biết thì phước biến thành nghiệp.
Cho nên nếu cái bà này á, mà không ở trong ban bảo trợ Phật đường Nam Việt, không đi chùa nhiều năm, không cúng dường nữa, thì chắc chắn bây giờ bà mới đổ bực bội như vậy. Cho nên bao nhiêu chục phước cái công đức bà tạo này biến thành nhân nghiệp hết, biến thành nghiệp. Tại vì mình có công cho nên mình mới phiền, mới bực. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Khi mà chúng ta có công đối với đạo nhiều á, coi chừng cái công này nữa, cộng với cái tâm ngã mạn của chúng ta nó biến thành ra nghiệp ác, thì cái quả báo chúng ta cũng lường được. Bây giờ đi chùa lâu kỳ cựu mà tới không ai muốn tiếp chuyện với mình, không ai muốn gần gũi, không ai muốn nghe mình nữa, thì quý vị nghĩ sao? Đây là chúng ta hết phước rồi. Cho nên nếu biết như vậy thì chúng ta lo chúng ta tu lại để sửa. Thì ở trong tất cả những người chúng ta đây có mặt hôm nay, thì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau hết, và mỗi người có cái nghiệp khác nhau hết. Nhưng mà nếu biết tu thì chúng ta thay đổi, ta gọi là chuyển nghiệp. Chúng ta nói chúng ta thay đổi, chúng ta chuyển nghiệp, thì đương nhiên nghiệp ác chúng ta sẽ trở thành nghiệp thiện chứ. Cái xấu có thể trở thành tốt, còn vì chúng ta không biết thì chúng ta biến nó trở thành cái tốt và trở thành xấu. Bây giờ đầu tiên là gì? Đức Phật dạy chúng ta nói phải giác ngộ, tức là phải biết trước. Mà giác ngộ cái gì đây? Tức là giác ngộ cái thực trong cuộc sống của ta. Cho nên ta biết ta, và ta biết cái tâm ta. Đây là việc chính. Cho nên có những người nó cần phải đi nhờ thầy bói để họ coi, để họ biết mình. Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ theo Phật đó, không ai biết mình hơn là mình biết mình. Không ai biết mình hết. Cho nên không ai biết cái tâm mình hơn là mình biết cái tâm. Không ai biết cái nghiệp của mình hơn là mình biết. Đấy sự thật. Cho nên ông thầy bói đó, ông cũng coi cái cử chỉ mình, ông coi cái nét mặt của mình, rồi ông nghe cái lời nói của mình, mà ông đoán thật. Chứ mình đoán mình thì chính xác hơn. Đây là trên bước đường tu, mình biết mình, biết rõ. Thì bây giờ ta biết rõ nhất, Đức Phật nói là khi tu nó phải ngộ cái này chứ. Tức là biết con người của mình và biết luôn cả cái nghiệp của mình, ác thiện phân minh rõ ràng. Rồi lúc bây giờ đó, nếu là thiện thì Phật phát triển lên, và nếu ác đó, thì ta chuyển ác thành thiện. Đây là trên bước đường tu. Ta đã thiện thì ta phát triển lên thì điều này dễ rồi. Ta có thiện căn công đức thì lúc bây giờ đó, ta phát triển này lên dễ. Thiện căn công đức tức là ta là người tốt, ta là người tốt, ta là người lớn. Mà người tốt và người lớn thì ai thấy cũng quý trọng. Cho nên người quý trọng ta, ta biết quý trọng lại người. Thì cái trường hợp này nhé, công đức ta sanh ra chứ. Ta được cái ưu thế là ta người lớn. Người lớn cho nên tất cả người nhỏ nó thấy ta, nó kính trọng ta, nó kính về tuổi tác. Rồi nếu mà ta có một cái kiến thức, chúng ta có cái đức hạnh, ta làm được một số việc tốt nữa, thì họ kính trọng ta về cái kiến thức của ta, họ kính trọng ta là về việc tốt của ta. Cho nên vì ta có kiến thức, vì ta có làm được những việc tốt, vì ta lớn tuổi, cho nên là ba cái ưu thế là có. Ta hơn người ở chỗ này thì ta cũng biết thực là ta hơn. Nhưng mà biết như vậy rồi thì các bạn, những cái gì ta có đây đó, Đức Phật khuyên chúng ta nên phát huy lên, nên phát huy ra khuyên lên. Đây là biết tu, cái điều tốt này nữa, ta nên phát huy lên.
thì ta biết sở dĩ mà nó kính trọng ta là vì ta có kiến thức. Cho nên ở chỗ này ta tiếp tục tập phát huy cái kiến thức ta để cái nhìn chúng ta nó mỗi ngày nó chính xác thêm hơn nữa. Đây là kiến thức được tu, nó kính trọng ta là cái kiến thức, cho nên ta phải phát huy cái mặt này. Nhưng mà bây giờ đó, nếu ta không phát huy mà ta trở thành ra một cái ông già lẩm cẩm thôi, mà bây giờ biểu nó kính trọng chắc chắn cái này mất rồi. May ra đó, nó còn kính trọng cái tuổi tác ta không người lớn. Nhưng mà nó kính trọng ta cái tuổi tác người lớn, nhưng mà vì ta quá lẩm cẩm, ta quá chấp, và ta nói những cái điều nó không thể nghe được nữa, cho nên cái này nó cũng tránh thân. Đây là bà cụ mà tôi vừa nói, trở thành ra một ông già hay bà già khó tính thì ai muốn gần gũi nữa. Nói thì không có cứng vào đâu hết, nhưng mà lại khó tính. Cho nên cái này từ chúng ta hãy, đó là tên bước này. Cho bây giờ đó, chúng ta lỡ không được những điều tốt này nữa, ba cái điều này nữa, chúng ta xét trở lại chúng ta mất hết rồi. Cho nên ta chỉ còn có cái tuổi tác lớn thôi, nhưng mà tuổi tác lớn mà trở thành ra một cái ông già khó tính này nữa thì trường hợp này ta thấy hỏng. Trở thành khó tính, mà trong lúc đó chúng ta khó tính mà lại ta nếu còn một cái khối lượng tài sản lớn nữa, thì này cũng còn chút xíu phước nữa. Còn chút xíu phước, cho nên lúc bây giờ đó, ta mới đem cái này ta ban rải ra nữa, thì may ra đó vì nó ăn của ta mà nó phải chấp nhận ta thôi, đang của ta mà nó phải chấp nhận ta thôi. Tức là đem của. Nhưng mà nếu bây giờ đó, lớn tuổi mà cũng không có tài sản gì hết nữa, cho nên ta không có tài sản gì hết. Cho nên trong lúc không có tài sản gì hết, không có để lại cho con cháu ta cái gì hết, cho nên nó nghèo khổ rồi. Cho nên con cháu ta nó nghèo khổ mà ta không giúp được nó gì hết, mà bây giờ ta đòi hỏi nó nữa thì quý vị biết cái này không hết rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu ta rơi vô trong tình trạng này, ta biết mình không có phước nữa. Cho nên không có phước nữa thì bây giờ chúng ta phải nhận ra thật được con người chúng ta. Thế không có phước mà ta đòi hỏi thì này không có. Cho nên ta không đòi hỏi mà ta chấp nhận ta sống dưới cái mức chúng ta có. Đây là trên bước đường tu ta là ta không đòi hỏi những người chung quanh kính trọng ta, cho nên họ có khi dễ ta thấy bình thường. Ta không đòi hỏi những người chung quanh quan tâm tới ta thì họ không quan tâm chuyện này bình thường. Ta không đòi hỏi họ sẽ cung cấp cái gì cho ta thì cái trường hợp này họ bỏ rơi ta là bình thường. Ta bắt đầu tu là từ ta bắt đầu khởi tu là chỗ này. Đức Phật dạy chúng ta giữ cho được cái tâm bình thường này. Cái tâm bình thường này nữa thì cái trường hợp này chỉ chấm dứt cái lòng tham thôi, thì ta trở lại thực tế thôi. Bắt đầu tu là từ không đòi hỏi bất cứ một cái gì, thì cái việc gì xảy ra cho ta coi như là ta chấp nhận nó một cách tự nhiên. Đây là nghiệp của chúng ta, đây là sự thật của chúng ta. Mà cái này là gì? Tức là nghiệp nhân từ quá khứ. Ta nói nghiệp nhân từ quá khứ, mà quá khứ này ở đâu? Cái quá khứ này là ta nói rõ, ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta để lại cho ta. Tại vì ông bà tổ tiên chúng ta biết ăn hiền ở lành, biết làm việc tốt thì con cháu đều hưởng âm đức này. Nên ta nhìn ta thấy có, cho nên con cháu nhờ hưởng âm đức này mà nó có thể ăn nên lập ra được. Đây là trên đức. Cho nên ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta thì như vậy đó, cái con người chúng ta hôm nay đây là thừa hưởng cái di sản của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ ta trong cuộc sống thôi.
Đây là sự thật mà không thể chối được. Cho nên người Nhật họ nói là nếu một người làm ăn lương thiện mà có thể giàu được đó, thì ít nhất cũng phải trải qua 3-4 đời, 3-4 đời mới có thể giàu được. Tại ăn làm ăn lương thiện, đồng tiền kiếm được một cách chính đáng thì trong một đời người chưa giàu được. Chúng ta nói trong một đời người, từ một cái người làm thuê ở bướm mà dành dụng tạo cho được một cái căn nhà ở đó, quý vị thấy khó chứ. Hết một đời mình có thể để lại cho con mình được một cái nhà. Đây là tôi biết được sự thật là như thế. Nên là có những người suốt đời mà vẫn ở nhà bướm, không có được cái nhà. Thế nên chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà lần lần chúng ta đi lên. Thành ra ta nhìn ta thấy ông bà tổ tiên cha mẹ dòng họ chúng ta đó, từ ở trong quá khứ dẫn tới cái con người chúng ta hôm nay này, thì chúng ta nghĩ gì? Ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta nữa là trước đây chưa gặp Phật pháp, chưa gặp thầy khai ngộ, cho nên lúc bây giờ không hiểu đạo, không biết tu, làm những cái chuyện mà không tốt, cho nên bây giờ tới cái hậu quả của chúng ta hôm nay đây là ta gánh hết cái này. Cho nên ta gánh hết cái này là của ông bà của cha mẹ chúng ta. Đây đây là cái sự di truyền, ta thấy rất là rõ. Kể cả cái bệnh tật của chúng ta đây nữa, cho nên cũng là di truyền. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên tôi là cái dòng họ bên nội tôi đó, gì? Tức là có cái bệnh thấp khớp, bệnh đau khớp. Cho nên tôi hồi nhỏ đi học tiểu học đó, tôi đã có cái bệnh này. Thế nên nhiều khi nó, cái gối chân như vậy nó phát nó sưng lên, tối ngủ nó sưng lên, sáng thức dậy bước xuống giường nó té này, đi không được. Đây là trên bức tường. Cho nên bên ngoài tôi đó thì có một cái bệnh về đường hô hấp, cho nên bị xuyển. Cho nên tôi 7-8 tuổi tôi bị xuyển rồi. Cho nên ngồi chống hai tay thở như con ếch vậy. Đây. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên chúng ta sanh vô trong một gia đình, chúng ta kế thừa cái di truyền này nữa, của cha mẹ ta, của ông bà chúng ta. Này có chứ. Rồi nếu mà cha mẹ ta, ông bà chúng ta nó làm cái người tốt ở trong xã hội đó, người biết đạo chứ, thì người hàng xóm họ còn nhìn chúng ta cái tốt hơn. Thế nên tôi sanh trong gia đình bệnh hoạn như vậy, nhưng mà ông thân tôi và bà mẫu tôi đó là biết đi chùa. Thế nên biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết cúng dường, biết làm phước. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên tôi còn được cái phước này, cái phước của cha mẹ tôi là biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết ăn chay, biết làm phước. Mà cái phước lớn này đó là nhờ cái ông cậu của tôi là đi tu, là ông hòa thượng, tức là cậu của ông cụ tôi. Cho nên nhờ ông hòa thượng này ông chỉ dạy, cho nên ông cụ tôi biết ăn chay, bà mẫu tôi biết ăn chay, biết tụng kinh này. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên cái thừa hưởng được là chỗ đó. May ra ông bà mình tu, cha mẹ mình tu, cho nên có được chút cái phước này, có cái duyên đối với đạo. Còn nếu mà quý vị đó, mà ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta mà chưa từng tu đó, thì đương nhiên bây giờ trong kiếp này chúng ta tu được không? Ta có cái hoàn cảnh rất khó mà ta có cái niềm tin nữa cũng rất là khó nữa. Đây là trên bước đường tu.
cho nên ta nhờ ông bà ta biết tu và cha mẹ ta biết tu, cho nên ít nhất ở trong con người chúng ta nó có cái di truyền về tu này. Vì vậy đó mà chúng ta phát tâm chúng ta tu đó tương đối là dễ hơn. Còn ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta không biết cái chuyện này, không biết cái chuyện tu hành. Rồi nếu mà sanh ra ta đó, ta lại được cái giáo dục theo kiểu không tin Phật nữa, thì cái trường hợp này là chắc chắn là quý vị khác rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta ngồi, ta suy nghĩ lại, ta thấy tất cả những cái gì nó diễn biến ở trong tâm chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta nữa. Ở trong này nó có cái của cha mẹ ông bà, nó có cái tốt và nó có cái xấu. Cái tốt và cái xấu trong tâm của chúng ta và cái tốt và cái xấu trong thân của chúng ta. Cái tốt ở trong thân chúng ta có do ông bà của chúng ta để lại, là ta có cơ thể khỏe mạnh, có ngoại hình dễ con. Còn ở trong tâm chúng ta mà có một cái tốt là ta biết phải, biết trái và biết phát tâm tin Phật tu hành. Cái đây cũng cái tác động của ông bà. Cho nên quý vị ngồi yên trở lại mà chúng ta tiếp nhận cái năng lượng này. Cái năng lượng từ ông bà tổ tiên chúng ta nó sẽ tới với chúng ta. Cho nên có những người đó là cứ tới này Vu Lan này đó, thì thường nhớ tới ông bà tổ tiên rồi lại nhớ tới chùa, là muốn đi chùa. Tại sao vậy? Là cái người này đã có căn lành đó. Ông bà tổ tiên chúng ta gọi chúng ta, gọi chúng ta, nhắc chúng ta đó, cho nên ta tự nhớ. Nên tôi hồi nhỏ tôi có đọc cái bài thơ bốn câu mà rất dễ thương. Mỗi độ thu sang gần tháng bảy, chiều xa vang vọng tiếng chuông chùa. Ngày xưa nhớ lại trong tâm trí mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ. Cái này gì? Nghe tiếng chuông chùa tự mình nhớ trở lại ông bà, mình nhớ trở lại tổ tiên, mình nhớ trở lại cha mẹ của mình, tất cả những người quá khứ. Tất cả những người này đó, họ gửi cái năng lượng về mình đấy. Cho nên lúc bây giờ là cái tâm này tốt này sanh ra. Cái tự nhiên mình muốn đi chùa, mình muốn lễ Phật, mình muốn tụng kinh, mình muốn làm phước. Là ông bà tổ tiên của mình có tu cho nên ảnh hưởng lại. Nhưng mà ngược trở lại đó, thì nếu ông bà tổ tiên mình dòng họ mình không biết đạo, thì bây giờ nếu mình muốn đi chùa, mình muốn làm phước, thì mình cũng nhận được một cái tín hiệu, nhận được cái tín hiệu xấu vào trong mình. Cho nên nó từ cái chỗ đó mà mình không làm được chuyện này. Hay là mình có đi nữa đó, thì cái trường hợp mình bị cái tác động ở xung quanh mình, nó làm cho con người mình trở thành xấu thêm. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà vì ông bà tổ tiên ta, cha mẹ chúng ta chưa từng biết tu, chưa từng biết làm phước, chưa có ăn hiền ở lành mà tạo tất cả các cái ác nghiệp. Bây giờ sanh ra ta đây, ta đây được cái may mắn, ta được cái may mắn trong cuộc đời sanh ra mà ta được một cái người bạn nào đó. Ở đây chúng ta thấy có, tại cái người này nó không biết đạo, không biết gì hết, nhưng mà trong hoàn cảnh khổ quá, bây giờ cùng một cơ quan có người bạn nó dẫn mình đi chùa. Có nhiều người không biết đạo mà từ cái chỗ này đi tới chùa, còn may mắn chúng ta gặp được một chân tu, cho nên người ta mới phát tâm, người ta mới phát tâm được. Thì bây giờ ta nghĩ sao, ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta sanh ra không may mắn giống như ta hôm nay, không gặp thầy hiền bạn tốt, nhưng mà gặp những người xấu đủ đi làm những chuyện xấu thôi, cho nên bây giờ cái kết quả mà chúng ta có hôm nay. Nhưng mà ta được cái may mắn hơn là ta sanh ra trong một cái thời kỳ thái bình, thời kỳ thái bình, cho nên xã hội phát triển. Từ cái chỗ đó mà ta có cái may mắn, ta được những người bạn tốt và họ dắt chúng ta đi chùa. Đây là trên bước đường tôi. Nhưng mà cái khi đó chúng ta được gặp Phật pháp thì đương nhiên cái bước ban đầu đó
Nếu mà ta bị cái tác động tiêu cực của tổ tiên ông bà ta tới đó, thì cái trường hợp này ta đi chùa rất khó khăn. Đây là trên bước đường tu. Tại ở trong lòng chúng ta đó, nó phân vân. Thì bây giờ đó, ta muốn đi chùa, ta muốn tụng kinh, nhưng mà những cái tác động vô hình này nó làm cho ta không thể làm được. Cho nên khi đó đó quý vị, nếu mà bình tâm suy nghĩ kỹ, chúng ta nhận được tất cả những tinh thần, thì trong lúc đó quý vị làm sao? Thành ra ta ngồi yên ở trước bàn Phật cùng với đại chúng tụng kinh, mặc dù ta tụng cũng không được, ta có bị cái tác động kia. Cho nên lúc bây giờ ta lắng lòng, ta nghĩ ông bà ta, tổ tiên ta và cha mẹ ta, tất cả những người mà quan hệ với ta đây, gồm đủ cả quán thân, cái này nó bao bọc xung quanh ta, cho nên tác động vô ta. Tại là ta tới chỗ nào thì nghiệp ta theo tới chỗ đó. Cho nên ông bà tổ tiên ta biết tu thì bây giờ ta tu rất dễ. Nhưng mà không biết tu thì bây giờ đó, ta đi tới chùa ta thấy khó. Cho nên có những người mà nói với tôi đó, nó con muốn đi chùa thầy, nhưng mà sao con nghe tiếng chuông sợ quá. Ở đây có ai sợ tiếng chuông? Nghe tiếng chuông chùa sợ quá. Cho nên có những người ta nghe, người ta thấy cái tâm hồn người ta nó lân lân nhẹ nhàng, nó đi vào trong cái cảnh hư vô. Nhưng mà có người nghe sợ quá. Đây là thật. Thì ở trong lúc đó quý vị chỉ ngồi yên lắng tai nghe tiếng tụng kinh, và mình thầm khấn ở trong lòng mình, tổ tiên ông bà chúng ta, tất cả những người thương ta, những người quán ta đều có mặt ở đây, xin tất cả các vị cùng con mà đọc tụng lại lời của Đức Phật, hiểu được ý nghĩa sâu xa ở trong kinh, và từ chỗ đó nên chúng ta được siêu thoát. Tên ta mời gọi chứ, ta nên trên bước đường tu đó. Ta nên riêng về tôi, tôi có cái cảm giác đó, là tổ tiên ông bà của tôi nhiều đời nữa, họ đều bao bọc chung quanh tôi. Cho nên tôi ngồi tôi tụng kinh một mình thôi, nhưng mà tôi có cảm giác như là chung quanh tôi có rất đông những người. Ta nên tôi tụng cho họ nghe, ta nên tôi tụng cho họ nghe, mà tôi tụng bằng cái tâm của tôi đó, thì tôi có cảm giác tất cả những người này họ cùng nghe được cái lời tụng của mình chứ. Họ nghe được cái lời kinh của Đức Phật, rồi họ hiểu được cái lời kinh của Đức Phật, cho nên họ được an lạc, được giải thoát lần. Vì vậy mà cứ mỗi một mùa Du Lan, mỗi một mùa Du Lan thì tôi có cái cảm giác như là tất cả những người thân của tôi đó, họ đều nghe, họ đều về chùa, họ nghe kinh, rồi đó họ được siêu thoát. Siêu thoát thì có nghĩa là hóa giải được tất cả các ác nghiệp của họ, những cái buồn phiền, cái khổ đau của họ nó đều tác động qua ta hết. Cho nên những người này đó, họ khổ đau thì họ làm cho trong tâm chúng ta bất an và khổ. Nhưng mà bây giờ đó, ta tụng kinh cho họ nghe, họ nghe được kinh, họ hóa giải được tất cả các nghiệp ác của họ, cho nên họ được an lạc, hết khổ đau. Thì lúc bây giờ để chúng ta thấy tâm mình an lạc. Cho nên tâm mình an lạc, cho nên có người này tới thưa với tôi, cho nên họ mới nói này, khi mà bố con chết hay là mẹ con chết trong một cái hoàn cảnh, trong hoàn cảnh mà nó khổ quá, cho nên bây giờ cứ ngủ nằm mơ thôi, thì thấy bà cụ về kêu, hay là thấy ông cụ về kêu. Bây giờ đây, nhờ thầy cầu nguyện giùm. Cho nên tôi nói là tôi cầu thì được rồi, nhưng mà bà cầu đó thì tốt hơn. Tại vì ông cụ bà cụ là đi theo sát cho bà hơn, chứ khi mà bà tới đây đó, thì ông đi theo tới đây, nhưng bà về rồi đó, thì ông theo ông về.
Đó là trên cuối cùng thôi. Cho nên chính cái người đó cầu nguyện. Thì bây giờ đó, chư tăng cùng với những người này cầu nguyện đó, thì cái trường hợp kết quả cao, cái kết quả cao. Đó là trên cuối cùng thôi. Thì bây giờ đó, cái bà này nói thưa với tôi, rồi tôi mới chỉ như vậy. Bây giờ đó, tại vì ông cụ hồi thì chết trong hoàn cảnh như vậy đó, cho nên bây giờ đó, muốn giải cái quan nghiệp này đó, là bây giờ đó, bà về chùa bà tụng kinh, tụng kinh cùng với chư tăng tụng kinh. Nhưng mà ở trong lòng bà đã cứ nghĩ là ông cụ về đây nghe kinh đi. Ông cụ về đây nghe kinh, nghe chư tăng. Nhưng mà muốn cho ông cụ bà nghe được kinh của chư tăng đó, thì bà phải lắng tai nghe. Tại ông cụ bà đâu có lỗ tai đâu mà nghe. Cho nên lúc bây giờ đó ta tụng kinh thì ma không nghe được. Vì vậy đó mà quý vị đó, có nhiều người đó, nó thôi bây giờ mình cũng tụng kinh mà mình mở cái kích sách, mình mở cái máy lên để cho vong nghe thôi. Cái này không có nghe. Họ không có cái lỗ tai, họ không nghe được. Cho nên họ có linh hồn, họ có cái tâm. Cho nên khi mà ta có cái tâm thì họ nghe được. Cho nên ta nghĩ tới kinh thì họ nghe được kinh. Chứ máy họ đâu nghe được. Đây là trên bước đường tu, họ không nghe máy được. Cho nên chúng ta mở máy lên họ cũng không nghe. Khi nào mà cái tai họ còn tính họ mới nghe được. Còn bây giờ cái tai họ đã ù rồi, họ nghe được. Nhưng mà họ còn cái tâm đó. Thì lúc bây giờ nếu cái tâm chúng ta với họ nó có cái gì gắn liền với nhau, cho nên bây giờ ta nghĩ cái gì họ liền nghĩ theo ta. Cho nên ta nghe bằng cái lỗ tai, từ lỗ tai chúng ta nó truyền vô tâm chúng ta, cho nên từ tâm chúng ta nó mới truyền qua cho những người thân của chúng ta. Đây là trên bước đường. Cho nên cái trường hợp đó, cái bà này nghe tôi dạy như vậy nữa, thì bà mới bỏ trong cái khoảng thời gian dài bà đi chùa và tụng kinh. Cho nên mỗi ngày bà đi tụng được một khoảng thời gian đó, mà mới thưa với tôi và nữa, bây giờ nó là con không thấy ông cụ nữa. Không thấy ông cụ nữa. Không thấy ông cụ nữa, tức là ông cụ đã siêu thoát rồi. Đây là trên. Cho nên ông cụ đã siêu thoát rồi nữa, thì mình sẽ không thấy nữa. Cái thứ hai đó, mà nếu siêu thoát đó, mà về tịnh độ, về tịnh độ hay là về các cõi trời đó, thì mình bắt đầu mình có nhận những cái tín hiệu mới. Cho nên mình có nhận những tín hiệu mới là tín hiệu an vui. Cho nên mình cầu siêu cho ông và tổ tiên mình mà sanh lên trời hay là sanh về cực lạc. Thì lúc bây giờ ở đây mình nhận được cái tín hiệu mới của ông bà, của tổ tiên của ta nữa, trở lại nữa. Cái tín hiệu đó là gì? Tức là họ đang ở trên trời, mà khi ta nghĩ tới họ, ta nghĩ tới họ thì họ bắt được cái tín hiệu của ta, họ nghĩ tới ta. Mà họ nghĩ tới ta đó, thì ta được an vui. Cho nên ta nghĩ tới họ, họ nghĩ tới ta, ta được an vui. Cho nên tôi nói ví dụ như bây giờ ta có một người thân, có một người thân, nhưng mà họ đi xa đi, thì cái người này đó, họ ăn nên làm ra, họ giàu có rồi, mà ta nhận được cái tín hiệu và họ báo được cho ta biết đó, là bây giờ đó tôi làm ăn được, tôi khá, tôi giàu rồi, thì đương nhiên ta ăn vui chứ. Tại cái tín hiệu từ một người ăn nên làm ra với ta, từ một người tốt tới với ta, ta nhận được cái tốt đó, ta nhận ngay được cái tốt đó. Cho nên thứ nhất đó là ta không nghe, ta không thấy nữa, tức là họ đã hết khổ, cho nên không tác động vào tâm ta khổ. Thứ hai là họ được an vui, cho nên lúc bây giờ họ tác động vào tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta nó trở thành an vui. Vì vậy đó, mà trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, cái người nào mà cái tâm chúng ta đó an lạc lần lên, chúng ta phát triển lần lên, thì lúc bây giờ đó ta biết là những người thân chúng ta. Cho nên đầu tiên là ta cầu nguyện cho họ, nhưng mà họ được vãng sanh thì thực ra là họ tác động, họ cầu nguyện cho ta. Tại trong cái lúc đó ta tụng kinh, nhưng mà cái nghĩa lý sâu xa bên trong đó chúng ta không hiểu được, thì lúc bây giờ đó ta nhờ ông bà tổ tiên chúng ta đó, mà họ có được cái tâm an lạc giải thoát kia,
cho nên họ tiếp cận được với Phật cái tốt hơn ta. Cho nên có nhiều cái việc mà cái khi đó ta phải hiểu được, ta không giải được, nhưng mà ta nhờ qua cái trung gian này đó, họ giúp chúng ta giải được. Vì vậy đó mà trên bước đường tu này của chúng ta đó, nếu mà chúng ta tu đúng thì mỗi ngày tâm chúng ta thanh tịnh thêm, tâm chúng ta an vui thêm, và tâm chúng ta sáng ra thêm, để ta biết được hết tất cả những cái việc ở trên cuộc đời.